Chào anh chị em, hôm nay giới thiệu anh chị em bóng đèn 30 bóng, bóng led nha, dùng cho hành mai, gắn cho máy may vắt sổ, anh sai, viền, gắn đầu gắn à. Ví dụ như rảnh rảnh mình đèn học của con mình bị cháy thì mình gắn cho con mình học cũng được, không sao, ok. Đèn led tiết kiệm điện. Đây nó là như thế này ha. Fuyuki Machine, đèn tiết kiệm điện, đèn led, đèn này là 30 bóng ha. Sàng ơi, đây, đó là như thế này. Nhờ lại gắm giùm bóng đèn cho người ta câu với mày. Đó, 30 bóng này, đếm đủ 30 bóng ta. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. À, một vòng giải dọc vậy là 10 cái. Ba dọc là 30 cái. Tưởng nhà sản xuất nó ăn gian làm không 9 cái chết. Lỗ bóng đèn lỗ cái này. Này là để mình khi mình ấy cần này mình có thể bẻ được ha, tùy chỉnh, gọi là này cong cong này tùy chỉnh. Đó, còn sáng không ha, bật lên coi. Đấy, sáng ha, này là ban ngày nha. Ui, sáng quá đó không, thấy điện thoại mình quay vô không, quay vô thấy sáng không đấy. Đấy, sáng xuống thùng luôn. Một thùng này là 100 cái nha. Vì cái lẻ này, nếu cái này bán lẻ 30 bóng này bán lẻ thị trường á, bây giờ tầm khoảng ở ngoài thị trường bán tầm khoảng 65.000 đến 70.000 một cái. Nếu anh chị em mà mua hai cái thì bên mình tính chỉ là 50.000 cái thôi, hai cái 100.000 ha. Ví dụ như lấy nhiều nhiều tí thì bên mình ship cho. Còn anh chị em mà muốn lấy số lượng lớn á, hoặc là công ty lấy á, thì liên hệ 0961 811069. Bên mình sẽ giao tận nơi. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh ha, ở tỉnh thì vui lòng bên em giao thêm xe bưu điện. Nói này mình gắn vô đâu đây? Gắn thử gắn vô cái đèn máy may. Vô cái máy may á. Đúng rồi. Đúng rồi. Máy nè, đây nè. Đây, cái máy đây. Hướng dẫn gắn luôn ha. Nó cũng dễ à. Ta ịn vô. Ịn vô. Đó, ịn vô sao á. Đó, bẻ hướng nào bẻ. Rồi bao sáng ha. Này mình có tùy chỉnh nè. Đó. Rồi, vậy là may thôi, nó đỡ nhức mắt ha. Này đèn bay bóng nè. Bỏ trên đây này, sổ tiểu. Sổ thì bỏ trên này. Này bỏ máy nào cũng được hết, một kim một sổ viền được. Định vô là nó ăn thôi. Làm sao mình để chỗ này có cục khích 500 này. Đặt vô là ok. Đây, có con tắc ngay đây ha. Gắm điện vô. Cái này là mình gắm điện sẵn luôn. Có cái chui gắm điện bên kia kìa. Đấy. Có cái chui gắm điện gắm vô cắm luôn, không cần phải đấu vô đâu hết. Tiện lợi. Đây, không thích xài thì tắt đi, thích thì bật lên ha. Sáng ok nha. Đấy, tắt này, bật này. Rồi, cảm ơn anh chị em đã quan tâm tới đèn led. Hôm nay giới thiệu đèn led để chị em biết vậy thôi ha. Rồi, cảm ơn anh chị em đã quan tâm. Bán phụ tùng luôn. Cô vợ bán phụ tùng luôn.